Cả nhà ơi, bữa về thấy đây có một cái cây gì đây cả nhà, mình không biết tên cây này cây gì luôn mà trái đẹp quá, trái xanh nó chín vàng, trái chùm chùm quá trời luôn, thấy vậy thôi mình bứng vô mình trồng luôn cả nhà, bứng vô mình trồng luôn nha. Cây này thấy mọi cái thịt cây nó không có được chắc mà nó còn nhỏ mà trái quá trời luôn. Thấy cái trái nữa không? Cây trái quá trời trái không cả nhà. Thấy nó cũng lạ lạ, mình không biết tên cây gì, mình thấy nó mọc đây cũng cây quan giả thôi chứ cây này cũng không có quý gì. Bây giờ mình sẽ trồng nó vào cái đây cái chậu này. Đây nữa cái đầu cho nó chia tàn ra, mình không có để nhiều tại mới trồng, giờ vô pha miếng kích rễ mình tưới nó là để trong mát, cái nó thời gian nó như thế nào nha cả nhà. Thôi video của vậy chia sẻ cho vui cho cả nhà bao nhiêu thôi, xin tạm dừng ở đây nha. Mến chúc cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Chào, hẹn gặp lại video sau nha.